Tiếp tục kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, sáng nay Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật đất đai sửa đổi. Đa số các đại biểu tán thành sự cần thiết sửa đổi luật đất đai, cũng như là các mục tiêu quan điểm chỉ đạo sửa đổi dự án luật như đã nêu trong tờ trình của Chính phủ, nhằm khắc phục những hạn chế bất cập phát sinh trong thực tiễn của quá trình phát triển. Thảo luận về thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Dự thảo đã bổ sung định nghĩa dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Đại biểu cho rằng phạm vi quy định còn rộng, chưa cụ thể các tiêu chí, chưa phân biệt rõ giữa mục đích phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng và mục đích kinh tế đơn thuần. Đại biểu cũng cho rằng đất đai là sở hữu toàn dân nhưng đại diện sở hữu là nhà nước. Hiện nay nhà nước sở hữu cũng là thực hiện thừa lệnh toàn dân, nhà nước không được thay toàn dân, cần phải làm rõ nội hàm này. Nội dung nào toàn dân quyết định, nội dung nào toàn dân ủy quyền cho nhà nước. Đồng thời cũng cần làm rõ nhà nước là đến cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện hay cấp xã. Bởi thực tế, cấp xã cũng có thể bán đất, thay đổi đất. Đồng thời cho rằng giá trị của đất và quyền sử dụng đất là hai khái niệm khác nhau. Việc sửa luật phải cân bằng giữa lợi ích của người dân, doanh nghiệp, nhà nước. Liên quan đến vấn đề giá đất, một số đại biểu đánh giá cao việc xây dựng bảng giá đất sát với thị trường. Đối với quy định tách biệt, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng giao dịch về chuyển quyền sử dụng đất, nhiều đại biểu đề xuất cần xem xét lại quy định này nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật có liên quan như Bộ luật Dân sự, Luật Công chứng, Luật Kinh doanh bất động sản, tránh gây bất lợi và rủi ro cho bên nhận chuyển quyền, thế chấp cho thuê.